xưởng gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Vâng ạ, theo yêu cầu của khách hàng ở xa thì hôm nay Mộc Nam Huy xin làm một video ngắn để giới thiệu về hai bộ ghế Âu Á trên chất liệu gỗ qua đỏ và chất liệu của gỗ hương đá. Vâng ạ, với bộ ghế gỗ hương đá thì sản phẩm có giá là 30 triệu chăn thì anh chị nhé. Còn trên chất liệu gỗ qua đỏ thì sản phẩm có giá là 28 triệu. Tại đây thì cả hai mẫu này thì chỉ làm khác một chi tiết thôi, đó là chi tiết về cái bản trương hay còn gọi là bản tó. Một bên là bộ cuốn thư, còn một bên là một bộ trưng voi. Vâng ạ, tất cả hai sản phẩm này đều là sản phẩm còn mộc thô 100% và cùng là tiêu chuẩn 6 món. Với kích thước ghế băng dài là 2m4, chiều cao là 1m3 và chiều sâu là 62 quý chị nhé. Kích thước của mặt bàn là rộng 75, dài 1m37, mặt bàn 1 lá. Chiếc đôn cao thì được làm với chiều dài 75, rộng 40. Đôn thấp được làm vuông là 40. Còn ghế đơn thì được làm với chiều rộng là 93, chiều cao là 1m3 và chiều sâu là 62. Cả hai bộ thì đều trong cùng kích thước như nhau quý anh chị nhé. Với bộ ghế gỗ hương đá này thì đây là sản phẩm được Mộc Nam Huy làm với tiêu chuẩn là bản trương cuốn thư, bản trương cuốn thư và xoắn ốc. Thì với bộ này, quý anh chị để ý rằng các bản vách tựa là Mộc Nam Huy để trơn quý anh chị nhé. Một bản vách tựa trơn và bản tay của bộ ghế này là tay cũng để trơn. Là với bộ ghế này là để dành cho các anh chị khách hàng mà thích những cái sự đơn giản đấy, nhẹ nhàng, dễ sử dụng và lau dọn quý anh chị nhé. Đây là một bộ nó có cái tầm vân nó khá là đẹp trên các món luôn, bao gồm hết cả các ghế đơn, ghế băng dài. Ngoài ra thì bộ ghế gỗ qua đỏ bên đây thì Mộc Nam Huy làm nó khác một chút, đó là cái bản tay tì có đục chạm đồng xu này và bản trương là bản trương voi quý anh chị nhé, bản trương voi. Hai bộ ghế này thì đều nằm trong phân khúc bình dân, giá là 28 triệu này trên gỗ qua đỏ này và 30 triệu là trên chất liệu gỗ hương đá. Và hai sản phẩm này là còn mộc hết 100%. Khách hàng mà có nhu cầu, quý anh chị có thể cùng tham khảo nhé, tới xưởng của Mộc Nam Huy xem hàng, kiểm tra và đồng thời đó là ký nhận chữ ký sơn. Ngoài ra thì trong xưởng của Mộc Nam Huy thì cũng còn nhiều các cái mẫu hàng khác như là Minh Quốc Đào này, hay là các cái mẫu Tần Thủy Hoang, hay là mẫu Bát Tiên gỗ qua đỏ. Đặc biệt là với mẫu Bát Tiên là Mộc Nam Huy đang tiếp tục cho anh em đục chạm tay cả các phần mặt sau để hoàn thiện các cái sản phẩm một cách sắc nét nhất cho khách hàng, để quý anh chị sẽ sở hữu được các cái sản phẩm mà nó có nhiều các chi tiết đục chạm và hàng là hàng theo lối hàng kỹ của Mộc Nam Huy. Vâng, quý anh chị mà có nhu cầu xin đừng quên đó là sản phẩm là Mộc Nam Huy để mộc nhé. Khách hàng là quý anh chị tới xưởng kiểm tra và nếu mà được cái tốt hơn hết, khi mà quý anh chị tới xưởng, quý anh chị nên dẫn theo những người thợ dành về gỗ, am hiểu về gỗ để xem cho các anh chị thì sẽ tốt hơn. Như vậy thì Mộc Nam Huy sẽ khuyến khích các anh chị hơn. Vâng ạ, còn nhiều các mẫu khác, nghê phượng này, rồi các mẫu cột 14 hay là các mẫu chum đào, Mộc Nam Huy có nhiều lắm. Quý anh chị cứ thoải mái tới xưởng và tham khảo, ký nhận hàng trước khi sơn nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý anh chị khách hàng ở trong các clip tiếp theo.